Những thước phim, những bài hát mà quý vị vừa nghe có lẽ là đã rất quen thuộc rồi. Đó là một bằng kiểu muốn ngay tại nơi đây cũng giống như về ngôi nhà của mình, thì bằng kiểu muốn quý vị cũng như bằng kiểu nhớ lại một chút những gì mà ở Hà Nội chúng ta đã trải qua, những bề bộn của cuộc sống. Và cho đến ngày hôm nay thì có rất nhiều sự thay đổi. Nhưng mà đối với Bằng Kiều, quý vị ở đây thì quý vị không cảm thấy những cái sự thay đổi đó nhiều. Nhưng mà Bằng Kiều đi rồi về, rồi đi rồi về rất nhiều lần trong bao nhiêu năm qua, thì mỗi lần về là đều có sự thay đổi. Và chính vì điều đó cho nên Bằng Kiều chọn hai bài hát về Hà Nội để mở đầu chương trình, như là một lời tri ân nơi đã sinh ra, đã lớn lên và đã được quý vị yêu mến. Ngay tiếp sau đây thì Bằng Kiều sẽ đưa quý vị lại một chút. Không biết là quý vị ở đây có quý vị nào xem Bằng Kiều những năm 95, 96 hay là đặc biệt là SV96 không ạ? Ngày hôm nay Bằng Kiều đi taxi từ trên phố về chỗ khách sạn ở, thì có một bạn nhắc em xem anh từ năm SV96, tức là lúc đó bạn mới có học cấp 3. Thì Bằng Kiều rất là xúc động, bởi vì là đến từ 96 đến bây giờ cũng 20 mấy năm rồi mà những tiết mục, những bài hát ở trong chương trình đó vẫn còn rất nhiều người nhớ và rất nhiều người nhắc cho tới tận bây giờ. Ngay bây giờ thì Bằng Kiều sẽ đưa quý vị trở lại một chút với không khí của SV96. Có được không ạ? Thank you.
sao dòng nước mắt cút mất đời trong em. Khi ta đã có nụ cười nở trên đi, giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu êm. Giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu êm. Mặt trời dịu em.